Có một câu này có lẽ em đã hỏi anh rất là nhiều lần. Đó là tại sao mình không gặp nhau sớm hơn? Em biết ơn tất cả những gì mà em đã được trải nghiệm để em có thể trở thành một phiên bản tốt hơn, để có thể đưa em đến được với bên anh. Nên là cho dù quá khứ có thế nào, chỉ cần đổi được một lần gặp anh, tất cả đều xứng đáng. Gì đây? Sao chưa thấy bộ kia? Baby à? Anh đã dành rất là nhiều đêm để suy nghĩ về những cái điều mà anh muốn nói với em, về cái tình yêu của mình. Nhưng rồi anh nhận ra là anh tỏ tình rất là dở. Đấy là lý do mà sau 3 năm quen nhau, em vẫn nói với anh là em chưa bao giờ em nhận được một lời tỏ tình chính thức nào từ anh. Cũng giống như ở lần hẹn hò đầu tiên của mình, anh nói là em không thoát khỏi anh đâu. Đến tận bây giờ khi mà anh nghĩ lại, anh cũng không hiểu lý do vì sao lúc đấy anh có thể nhìn thẳng vào mắt em để mà anh nói những cái lời đấy một cách tự tin đến như thế. Lúc đấy chắc là có một cái gì đó nó thôi thúc anh, khiến cho anh biết đây chắc chắn sẽ là người phụ nữ của cuộc đời anh rồi. Từ đầu thì em cảm nhận anh là một chàng trai có vẻ là vui tính, và khi mà cô gái thì toàn nói những điều em không hề hiểu. Nhưng mà càng ở bên nhau thì em hiểu được anh là một người rất là sâu sắc, luôn hướng về gia đình, dịu dàng và quan trọng là rất là bao dung với em. Qua thời gian bên nhau thì cái cuộc gặp gỡ định mệnh nó bây giờ đã trở thành duyên phận của hai đứa mình, để anh và em có thể trở thành chúng ta. Ba năm qua chưa từng có một khoảnh khắc nào mà anh không cảm nhận cái tình thương của em dành cho anh. Cái cách mà em chăm sóc anh từng chút một, nhặt từng cọng rau mỗi khi mình đi ăn phở, chuẩn bị thật là kỹ cho anh trước khi mình đi du lịch. Thì em biết là tình anh rất là hay quên. Em luôn dặn dò anh mỗi lần anh chuẩn bị đi công tác. Thậm chí đến mẹ anh còn phải bảo là đừng có chiều quá anh ư. Chưa từng có một khoảnh khắc nào mà trong cuộc đời anh mà anh có thể quên được những cái điều ngọt ngào mà em dành cho anh mỗi ngày. Những lúc mà anh khó khăn nhất có em ở bên cạnh, những cái lúc mệt mỏi của em đục biên anh, em cho anh cái cảm giác rất bình yên, cho anh hiểu là chỉ cần có em ở bên cạnh mọi thứ trên đời anh có thể gánh vác được. Anh không chỉ dám hứa điều gì xa xôi, nhưng mà anh có thể hứa với em về một cuộc đời tràn đầy những cái điều yêu thương. Anh hứa là anh sẽ yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Anh hứa là anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ luôn có mặt cùng em, sẽ luôn đồng hành cùng em trong tất cả những cái kế hoạch của hai đứa từ nay về sau. Anh hứa sẽ cùng em đi ngắm cực quang. Và chắc chắn anh hứa là anh sẽ mua máy rửa bát cho em. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhận ra được tình yêu là gì. Đấy là lần đầu tiên trong đời mà anh phải suy nghĩ thật nghiêm túc về cái việc mà anh trở thành một người bạn trai đúng nghĩa, một người chồng của em, một người cha của con của chúng mình, một người trụ cột thực thụ của gia đình. Và tất cả những cái điều trên nó thật là tuyệt vời khi mà anh có em ở bên. Anh yêu em. Cho xin ít khăn giấy anh ạ. Khóc quá khóc.